vô chào ngày mới tất cả các bạn. Thì giờ mình phải đi học. Sáng giờ mình đi lấy đồ của Shopee về. Đi dẫn anh bạn tôi đi mua đồ. Có một bơ rồi đấy. Sao trả giá sợ vậy chứ 280 mới 20 gửi xe thì lừa đi qua chú hàng hải tôi. Một buổi chiều ở Bến Ninh Kiều, dẫn anh bạn tôi đi cắt mắt kính. Anh bạn tôi cận lồi Phước Thành không? Dịch vụ kính thuốc cái ghê thiệt. Đây bật trời đẹp ta. Rồi vô đây cắt mắt kính. U mới làm tiệm lại. Ở ngoài cái chữ đó, nó có đớm 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 như là nó nhìn vô cái chữ mà có cái đèn nó sao lấy lấy vậy lận mắt đi bị chá sáng. Mắt đi chá sáng rồi chứ nếu phải là lý bị cận không để mới đo thử cái điện giờ đo ra không tới 0.25 nữa cắt kiếm đi hơi đỉnh. Hồi nãy khách đông quá cho nên tụi mình đi về không lựa được kính. Chị không nổi sức ép của Hoa Kỳ cho nên là mình đi về. Và bây giờ chúng mình sẽ đi phố Ông Đồ. Cái này còn gọi là phố Ông Đồ không ta? Cái thành gì vậy? Sắc sưng miệt vườn. À miền Tây thấy không? Sắc sưng miệt vườn. Ok. Đi phố Ông Đồ và tính tới chuyện cái kiến cận không à. Ồ có tòa he kìa, đẹp ha. Lo trong lòng. Lo cái gì cận với bộ đuôi đâu anh hai. Thấy chữ kết nối giá trị không? Tôi không có thấy. Tôi mở ra là mobifone tôi thấy còn mờ nữa đó. Đeo kiến rồi. Đeo kiến thấy anh hai. Ủa tôi cận cái đâu đuôi. Thưa ní. Thấy rõ không? Thấy cũng rõ chứ. Trời ơi quá trời thư pháp chữ nhẹ rồi. Cái bức tranh cái chép đẹp ha. Mua đi. Có đó cái chép không? Ừ. Tôi không có tiền rồi tôi đóng cái qua gồng. Cái này mà đem về nhà chùi ẻ quần luôn. Tết đồ kêu cái tấn mày gái chùi đó thôi. Chùi sáng chiều hết mẹ ngày luôn. Xong rồi kiểm tra mấy khe chưa sạch kìa. Mất con bút rồi đi. Nó con bút kìa. Ủa trời trời con búp nhìn, nhìn ghét phải mắt cái mặt nó nhăn kìa. Mập vậy. Đi chiều chiều đi giáo ngoài đây. Nói gì nữa. Tối nè. Để tính ra cận có không phải 12 mà sao nhìn thì nếu tôi nhìn mua rồi đó. Tại cái lọn á. Tại cái lọn anh bạn mình mới đi đo mắt thì giờ lòi ra lọn một độ chứ không cận. Khổ thân. Hình như mắt trái tôi cũng lọn độ á đấy. Giới thiệu với các bạn đây là chợ đêm Ninh Kiều. Giờ này còn sớm cho nên đèn đốm như có lung linh lắm. Giờ này còn sớm mà đèn đốm chưa lên. Mà ở đây cái gì cũng có, muốn ăn gì cũng có, muốn uống gì cũng có, đủ các loại. Giá cả thì tự các bạn trải nghiệm nha.
Mình đi này mình thích nhất là ăn xôi với lại ăn trứng cút nướng. Giờ mình mua xôi ăn nha các bạn. Ở đây có trứng non nữa. Trứng đó là cái buồng trứng, cái buồng trong này. Thế rồi, thế rồi. Trong này ha, trong này thì không có trứng nha. À, dưới xích dưới nữa có. Xích dưới thì được hai cái. Đường phố Tết rồi bây giờ ta bắt đầu bày bán cây kiểng các thứ. Đường nó cũng hẹp hơn nhưng mà đông đúc hơn, quá trời nhiều thứ. Năm nào cũng vậy, Quế Ninh Kiều năm nào cũng vậy, không có gì mới mẻ chân ha. Quang cảnh của Bến Ninh Kiều trong một buổi chiều đầy nắng và gió. Nếu như các bạn không biết thì hồi xưa ta có câu là chiều chiều ở Bến Ninh Kiều nhìn qua nhìn lại nhiều hơn dân. Nhưng mà giờ không phải vậy, bây giờ không còn nữa. Chiều chiều mà nhà tôi gần đây là tôi ra cái đá tôi ngồi là hết sảy luôn á. Quan trọng là đói và mộng. Ok. À, thì mình mới mua 2 hộp xôi. Mình mới khóc được 2 hộp xôi. Giá rất là steel deal. Ôi bo bo kìa. Ủa tao có tóc chứ. Đi ăn thì view cũng không có gì gọi là đẹp. Trời ơi, nó lại chả đẹp tí nào. Giờ mình sẽ thưởng thức hộp xôi nha các bạn. Hello. Hi vô. Mà chúng tôi vừa mới búa xong 2 hộp xôi rồi. Giờ chuẩn bị qua nhà người anh ăn nhậu. Hey yo, what's good? Cả hồn, hết cả hồn. Tưởng là ai kêu. Nè. Ăn 2 hộp xôi vô no, bây giờ khát nước quá. Qua nhà người anh phải kiếm chạp đá đủ chứ. What is good? Hey yo, what is good? Xin chào tất cả các bạn. Check in ngược lại với các bạn, mình đang ở Sun City. Đó, để mà lấy xe thì hoàng chiều hoàng hôn cũng đang dừng khai rồi. Đơi dần, đơi dần. Chiều hoàng hôn buông đơi dần phai rồi. Cho nên mình phải đi nhậu thôi. Thôi. Thì lá hồi gặp lại các bạn ở nhà người anh nha. Chúng ta đã tới nhà người anh nhưng mà người anh không có nhà. Hai thằng phải ngồi ngoài đây đợi. Người anh hẹn chúng tôi 6 giờ và bây giờ là 6 giờ 22. Nói chung là đúng giờ. Chúng ta trở lại với chuyên mục ăn nhậu đi. Người anh đã có mặt rồi. Đã có 3 chỉ nướng. Chân gà nướng. Mút hương nướng. Mực nướng. Hấp dẫn nha. Gan, phải tim gan, tiểu phổi gì không kể đi. Đồ lòng nướng. Khó không? Clip ai làm? Trong đó còn lẩu, xoài, mirinda soda kem, các thứ. Mirinda soda kem tôi mua. Cái này là chín rồi anh ơi. Ồ, hấp dẫn nha. Xong rồi. Chúng ta hôm nay có một món rất là đặc biệt nữa. Đó là thịt trâu gác bếp. Mấy thịt trâu bạn thấy mỏng không? Quốc Hương kiểu như mướn cái nhà để vậy thôi chứ đâu có về nhà đâu. Đi về đồ đạc thì mất hết trơn. 5 giờ sáng đồ sách xèo đi, 9 giờ tối đồ về. Tháng ngủ. Này lẩu này lẩu gì vậy, thấy gì? Lẩu bò. Lẩu bò. Nhìn giống như phở bò. Mua gân hay mua thịt vậy? Đầy đủ. Đủ. Hấp dẫn nha. Hấp dẫn nha. Hấp dẫn nha. Mua 5 miếng. Ăn ngán ngọt ngọt. Giống anh Long. Anh Long vlog. Ngọt ngọt mặn mặn, giòn giòn nóng nóng ngon ngon. Thanh ngọt nhẹ. Thì dính dầu á sao nè người. Trời ơi nha. Mùi dễ luôn. Thanh ngọt nhẹ mùi dễ thương. Có chuyện lẩu nữa hot pot. Lên xong.
26/1 Tây mình ăn tất niên ha, ở dưới là 20 á. Trời ơi, hấp dẫn nha, tiệc tàn. Tiệc tàn rồi. Tiệc tàn. Cái gì đây? Trời, mày uống kiểu gì sang sang lên xin được không? Mình thấy có chán mạng đúng không? Mồi quá mồi. Giới thiệu với các bạn người con gái đảm đang TV đã rửa hết đống chén. Hiện tại bây giờ 21:42. Thôi về. Trời ơi, gì mới nói cái về vậy trời. Làm cho vlog đi phần sinh động. Tấu hài cực mạnh. Ăn sòi rồi về. Bubsy Mobile. Liên quan mà. Uống boss hả? Chua. Rồi á. Đâu chua đến đâu. Mày uống được. Sáng mới lấy mà lóc.